Bỏ đi, mình nghĩ chắc ông ta đã chết rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Ông ta vẫn còn thở. Trầm Bích, ông đã tỉnh rồi. Lão Bá. Lão Bá. Không ngờ ta vẫn chưa chết. Nhưng lão Bá bị thương nặng lắm. Hộp lùng ngọc của ta đâu? Hộp lùng ngọc đâu? Nè, có phải hộp này không? Đà tạ hại cháu đã cứu ta. Lão Bá, lão Bá mệt quá thôi thì đừng nói nhiều nữa. Vậy đó, lão Bá ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe. Tụi cháu đi hái thảo dược về cho lão Bá nha. Vậy lão Bá nằm đây nghỉ ngơi đi. Triều tiêu, ta đã nghĩ thông suốt, cuối cùng ta đã thông suốt rồi. Ta không cần phải sợ Thanh Mã đâu. Ta đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà ta không có cơ hội dùng. Sao rồi? Qua đại ca, tìm khắp mọi nơi mà không thấy xác của Phong Nhạc và hộp lục ngọc. Phải đó. Không lẽ lão già đó còn chưa chết? Tế thì trên cao xuống, không chết nhất định cũng bị trọng thương. Lão già đó lết không xa lắm đâu. Mọi người hãy chia ra đi lục soát xung quanh đây 10 dặm. Nhất định phải tìm cho được Phong Nhạc và hộp lục ngọc. Dạ. Đi đi. Kìa lão Bá. Lão Bá đang bị thương không thể tùy tiện cử động được đâu. Lão Bá. Từ cháu đã hái thảo dược về, lát nữa sẽ lấy cho lão Bá uống. Cho dù đó là linh đơn diệu dược thì cũng vô dụng thôi. Ta đã bị thương đến tận ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân đã bị đứt. Bộ xương già nua này bây giờ như là miếng đậu hũ. Lão Bá, ở đời ai mà không có một lần chết? Không phải Phong Nhạc này sợ chết, ta chỉ lo lắng hộp lục ngọc này. Hộp lục ngọc? Phải. Chính vì nó ta mới bị người ta truy sát. Tiểu huynh đệ, ta có hai việc nhờ đến hai cháu giúp cho ta. Chỉ sợ tụi cháu làm không được. Phong lão Bá nhờ chúng ta thì nhất định chúng ta phải làm cho bằng được, nên lão Bá mới lên tiếng. Phong lão Bá cứ việc căn dặn, tụi cháu nhất định hoàn thành giúp lão Bá. Tiểu huynh đệ, vậy lão Bá muốn nhờ tụi cháu làm hai việc gì? Thứ nhất, ta vừa mới luyện thành một loại nội công tâm pháp, ta muốn hai người nhớ lại giùm ta. Nhưng tụi cháu không có giấy viết ở đây. Không sao, Bích muội, muội nhớ dài lắm mà. Muội có thể ghi nhớ nội công tâm pháp của lão Bá vào trong đầu mà. Phải hả? Tốt. Vậy cháu lắng nghe cho kỹ. Phục ma tâm pháp, lúc khởi đầu, tụ hợp chân khí,
dung di nhập động, bất hành bất động, thản nhiên lãnh ngộ, vô lai vô khứ nhậm trung hòa, tịnh dĩ âm đồng giảng, cẩm dĩ thùng ứng. Phong Nhạc ở trong ngôi nhà gỗ đó thật chứ? Phải rồi, để nhìn thấy rất rõ ràng mà. Hộp lục ngọc đó còn để kế bên cạnh lão nữa. Được, đừng chậm trễ nữa, để dẫn đường ngay đi. Dạ. Ma từ tâm sinh, khí từ tâm phát, tu khí tuyền, tâm ma tái diệt, ma tiêu di khí triển di thần định, thần từ mật quá, hoàng quá tự tiêu, trung chính niệm song kế, mạch ái song mạc. Phong lão bá, cháu đọc có đúng không? Quả thật không sót một chữ. Phong lão bá à, vậy việc thứ hai lão bá cần tụi cháu làm là việc gì? Cuốn đào phổ này và phục ma tâm pháp tầng thứ 7 mà cô nương vừa đọc, thêm vào hộp lục ngọc này, hai người hãy giao lại cho Dung Nguyệt Thường của Vô Cực Môn. Vậy có phải tụi cháu lên Vô Cực Môn tìm cửa hay không? Đừng nên làm vậy. Vô Cực Môn đã lọt vào tay kẻ gian, hai người tới đó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy tụi cháu đi đâu tìm cửa? Ta và Dung Nguyệt Thường đã giao ước trong 2 tháng, gặp mặt tại lối bí mật ở Vân Phong Sơn. Hai cháu hãy lên đó tìm, nhưng mà chuyện gì cũng phải cẩn thận. Ta sợ kẻ thù canh giữ ta ở trên núi. Phong lão bá, tụi cháu sẽ cẩn thận mà. Hai vật này nhất định sẽ an toàn giao tới tận tay Dung cô nương. Tốt. Nghe được lời nói của cháu, ta chết cũng yên lòng. Phong lão bá, 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 Phong lão bá.